Hello mọi người. Hello mọi người nha. Ngày hôm nay thì Chí Cảnh sẽ đi sắm đồ để mà sắp có một sự kiện, sẽ có một cái tiệc sẽ xuất hiện cùng với chị Ni, cho nên là ngày hôm nay thì Chí Cảnh sẽ đi mua đồ thật là đẹp, cũng như là sẽ mua tặng cho anh Tinh Ba Việt một cái áo để mình đi tiệc. Mọi người thấy thế không? Quay cái người mẫu này coi người ta đẹp không? Cao hát nó có vẻ đẹp đúng không? Cái này ok. Cái này nó vừa cắn dưới đây một xíu nè. Như này nó vừa cắn dưới này một xíu nè. Nó không có xuống dưới, nó không có rộng. Cái dài thì mình chỉnh thôi. Vừa. Cái nãy dài hơn. Cái này mẹp phong cách đó. Cái này bận vô sẽ rất là trắng, trắng trẻ. Cái đó mẹp phong cách, mẹp đó mẹp thả ra, không có gài nút. Xem mà. Phong cách này là anh mẹp thả, không có giờ gài nút đó nha. Nó hơi dài. Dài quá rộng. Form này là form đeo lờ, nó sẽ hơi rộng quá, nó sang nhỏ, nó sẽ nhỏ. Này ghi tên L em ơi. L, viết tên L nó sẽ hơi rộng. Cái này em bận vừa hay là bận cái này đi, em thích cái này anh lựa đi, từ từ đi để quay cho anh. Cái này rộng, thank you.
Lấy cái màu xanh xanh nó cũng đẹp hơn cảnh. Da trắng mặt nó cũng đẹp rồi. Cái này đẹp là cái màu hồng đẹp mọi người. Màu hồng thì nó nổi hơn. Nhưng mà cái màu hồng nó mau cũ lắm. Giặt nước hay nước là cũ. Đường Cách Mạng 8 luôn cô chú anh chị. Cái này đi. Nhỏ sai hơn là vẫn có sai. Nhỏ hơn đi em, cái này em gặp. Dạ, nó sẽ ép cho. Đây. Cái này đang em mở, sai ép là nhỏ. Thử sẽ ép thử ha. Cái đó là bông sung trắng. Cái này mình có thể phối lại cái mặt khó ở phía trong ba lỗ như thế này. Ốc không, ốc ba lỗ, ốc không 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 tay á, không tay. Đây là cửa hàng giải cung cấp không mọi người. Cái này đẹp nè. Nhưng mà cái này size nhỏ hơn đúng không? Cái này size bự quá. Không, mình muốn chọn anh chọn cái loại nhỏ thôi. Lấy anh cái này mình size nhỏ hơn nha. Cái này anh mặc ở trong cái đó đẹp hả? Cái này anh mặc rộng rồi nè. Gì? Rộng á. Cái đó áo ba lỗ anh mặc rộng. Cái này là nhỏ nhất á hả? Dạ đúng rồi, sẽ là nhỏ nhất. Được rồi. Muốn mặc áo này ba lỗ làm phải mặc cái này nhỏ hơn cần, chứ mua đồ không cần nhìn giá nha mọi người, hiện tại đây nó rất là rẻ. Em lấy cái này mà size nhỏ cho anh. Cái này mình sẽ phối với lại cái áo mà kia nha mọi người nha. Mấy cái này chứ bận do những sang lắm đó. Oh my god, cái này đẹp nha mọi người.
Để áo không thấy lửa quần nè. Để áo không thấy lửa quần nè. Chưa xong áo anh sẽ tới quần. Nóng quá. Cái đó mà nó quần đó thì được. Nó hơi rộng. Không, cái này mình đổi sai được. Dạ, mình có đổi sai không? Dạ. Alo. Mười hai cách mạng tám đúng không? 12 cách mạng tám. Cái này nhìn cũng được. Nổi tiếng lắm em mà. Em sạc lên YouTube chứ cảnh đi về xe lỏ. Thử cái áo đi. Trồng cái áo vô được. Trồng cái áo thử nó vừa không? Vừa, cái này vừa. Mấy cái này để phối với lại mấy cái áo rồi nè. Vừa đấy. Cái này mặc ở ngoài nó cũng đẹp mà. Đúng không? Đẹp. Nhà có mấy cái đúng mình giấy nó không chất lượng mình giấy kia đâu. Chẳng nhìn nó hơi cứng. Được.
mà em M nó ok sẽ ép đó. Cái này là size đen size gì vậy? Dạ, form này mình mặc M đấy ạ, tại vì bên này nó là form slim, nó sẽ nhỏ hơn cái form L hồi nãy mình lựa. Form này mình cứ thử size M ha. Lấy hai cái size. Cái nãy mặc quần xanh trên gì? Mặc cái quần xanh trên áo xanh đó. Vải đẹp lắm. Thử luôn đi. Cái đó nó dài giống y cái áo hồi nãy nhưng cạnh nó giống nó giống có vải áo hồi nãy, vải áo phát mà. Đây là giải tốt không ơi em? Em mà nó sẽ đẹp.
lấy hai cái áo anh bỏ chung với nhau nhìn nữ hấp dẫn. Anh lấy cái áo ok. Để cứ ấy thì mình vô mình